chào cả nhà. Hôm nay mình dắt gia đình đi xuống biển. Hôm nay là cuối tháng 3, chuẩn bị qua tháng 4. Hôm nay cuối tuần, chở gia đình mấy đứa cháu, mấy đứa nhỏ đi biển chơi. Xung quanh đây là khách sạn. Còn lạnh nha. Hôm nay mới có cuối tháng 3 mà bà con nóng quá, đi biển đông nghẹt luôn. Mình đứng trên cầu này mà gió thổi thấy còn hơi lạnh đó nha. Mà người Mỹ họ đi xuống họ tắm, đông nghẹt luôn bà biển. Ở đây có cái cầu sân băng bắt ra ngoài để cho mình đi câu cá. Đây bãi biển bên đây nè, đây bên này, hai bên biển. Quá trời quá đất bà con đi ra tắm biển. Thường thường là tháng 5, tháng 6 mới bắt đầu trời bắt đầu mới nóng nóng. Năm nay mới có cuối tháng 3 à, quá trời người ta đi tắm biển. Dài ra ngoài cầu này rất là đẹp mà rất là sạch sẽ.
bãi á, chụp hình. Cho ta tới mùa ta ta câu. Hôm nay tại vì thời tiết nó vẫn còn hơi lạnh cho nên chưa có cá, cho nên bà con ta chưa có thu nhiều.